Ổn chứ, đi được, chỉ mấy nốt nhạc đó thôi mà phải luyện cả buổi chiều à? Để tôi kéo một lần cho cô nghe là hiểu ngay. Tần Ngữ xoay người né tránh, đừng chạm vào đàn của tôi. Sao vậy, lại cãi nhau gì nữa? Mẹ, con, Tần Nghi đang muốn giải thích thì em gái trà xanh đã nước mắt cá sấu tố cáo. Mẹ, chị ấy chê con kéo đàn ồn, muốn giành đàn của con. Tần Nghi hốt hoảng nói con không có. Cô còn chưa kịp giải thích bà mẹ liền hét vào mặt. Tần Nghi mày không có chuyện gì thì cút ra ngoài, đừng làm phiền Ngữ Nhi luyện đàn. Tần Nghi cố gắng giải thích, mẹ à, con không, nhưng mẹ cô không nghe còn ngắt ngang lời cô, đừng giảo biện nữa, mau cút ra ngoài. Tần Nghi chán nản thở dài, thôi bỏ đi, ra ngoài thì ra ngoài vậy, nghĩ rồi cô tủi thân bỏ chạy khỏi phòng. Khi ra đến ngoài trời thì trời đổ mưa tầm tã, Tần Nghi đưa tay hứng những giọt nước mưa, mưa rồi, nay bố đi làm không mang theo ô, cô cầm cái ô rồi đi bộ tới nơi bố làm để đón bố, khi đi ngang một con hẻm cô khựng bước chân vì nghe tiếng cãi vã, tiền nhiều như vậy mà còn dám lừa tao. Đây là học phí mẹ đưa cho tôi không thể đưa cho anh được, thì mày nói là mày làm mất khoản tiền đó là được, ha ha tao nghĩ bà ấy chắc cũng không muốn nhìn mày bầm tím mặt mày đâu. Xin anh cầu xin anh, tha cho tôi đi mà. Còn đang giằng co tên lưu manh nghe thấy tiếng gọi này liền quay đầu xem. Người ta đã nói đó là học phí của người ta rồi mà anh vẫn còn muốn lấy, anh đúng là mặt dày mà. Em gái nhỏ, tốt nhất khuyên em đừng xen vào chuyện này, em gái à, mẹ em không dạy em đừng quản chuyện bao đồng sao? Tần Nghi không nói chỉ mỉm cười khiến người khác lạnh sống lưng. Cô ném cây dù đi và tẩn cho tên lưu manh một trận. Ba, con về rồi, hôm nay con đã giúp được đàn anh khóa trên đó, giúp anh ấy thoát khỏi bị bắt nạt đó. Tần Nghi sững người khi bị bố cho ăn bơ, cô nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Nghe nói Ngữ Nhi nhà chúng ta lại giành giải thưởng, cho con dù trời mưa, ba hôm nay vẫn đi mua đồ chơi mới cho con đó, con xem con có thích không? Ba mua cái gì con cũng thích. Tần Nghi, mày lại đi đâu nghịch ngợm, làm mình mẩy như vậy. Cả ngày chỉ biết gây chuyện, thế này thì đừng về nữa, nhìn thấy mà bực mình. Chẳng có chút hình dáng con gái, mày nhìn em gái mày xem, ngoan ngoãn thế nào. Tần Hán Thu, anh cũng quản lý con gái mình chút đi, suốt ngày nói bận công việc, nhưng có thấy kiếm được bao nhiêu tiền đâu cơ chứ. Ninh Tịnh, em lại muốn cãi nhau phải không? Ba mẹ, đừng cãi nhau mà, không được thì ly hôn đi, suốt ngày cãi nhau tôi cũng thấy phiền. Được, ly hôn thì ly hôn, nhưng Ngữ Nhi phải theo tôi. Dựa vào cái gì, tôi muốn Ngữ Nhi. Tần Nghi cảm thấy ồn ào quá, lúc nào cũng thế, cô thấy mình dư thừa thật. Các người chỉ cần Tần Ngữ thôi sao? Một bàn tay nhẹ nhàng đưa ra vỗ lên vai của cô, đôi mắt long lanh nước của Tần Nghi quay ra nhìn bà ngoại. Bà ôm cô vào lòng và an ủi Nghi. Nghi ngoan, Tần Nghi ngoan, không sao đâu, bà ngoại đưa con về nhà nhé. Cuối tháng 9, mặt trời lên cao và đang trải qua một đợt nắng nóng, một cô gái vẻ ngoài rất bắt mắt, uể oải dựa vào cánh cửa hơi tồi tàn trên tầng 2 của bệnh viện. Cô ấy tên là Tần Nghi, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, hai tay áo được sắn lên một cách phóng túng, bên dưới là chiếc quần jean cạp thấp. Hơi cũ do động tác của cô để lộ vòng eo thon gọn. Trong phòng bệnh có cha mẹ ruột của Tần Nghi là Ninh Tịnh và Tần Hán Thu. Tần Nghi dựa vào tường, một chân hơi cong, mặt không biểu cảm lắng nghe. Xuyên qua cửa, Ninh Tịnh thanh âm lạnh lùng nói xe đang đỗ dưới lầu. Tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện thành phố, Tần Nghi đi theo anh. Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa Tần Nghi theo? Nói đến đây Tần Hán Thu lộ rõ oán hận. Cô đã kết hôn với người giàu rồi, không nuôi nổi một đứa con gái sao? Tôi đã đưa Ngữ Nhi vào nhà họ Lâm, anh còn muốn tôi phải mang thêm một đứa kéo chân nữa. Trong phòng bệnh, Ninh Thanh nhìn vẻ mặt giễu cợt của Tần Hán Thu, trong lòng nín thở một hơi. Tần Hán Thu, mẹ tôi đã nuôi con gái của anh suốt mười mấy năm, giờ bà ốm không thể chăm sóc được nữa, anh không lo thì ai lo. Lúc đầu cô cứ đòi tranh quyền nuôi dưỡng Ngữ Nhi với tôi, giờ muốn tôi mang theo Tần Nghi đi. Được thôi, đưa cả Ngữ Nhi cho tôi nữa. Hai cô y tá đi ngang qua nhìn thấy Tần Nghi thì chỉ trỏ, cô nhìn cô gái bên kia kìa, thật xinh đẹp, đúng vậy. Còn Tần Nghi nghe cuộc cãi vã của ba mẹ thì chán nản ngẩng mặt lên nhìn cây kẹo mút, cô lẩm bẩm ba chữ ồn ào quá. Tiếng ồn này khiến cô nhớ tới ký ức lúc nhỏ, thật là cảnh tượng quen thuộc, những cuộc cãi vã quen thuộc. Chỉ là lần này bà ngoại không thể đưa con về nhà nữa. Bên trong tiếp tục vang lên tiếng cãi vã. Ninh Tịnh, nếu cô thật sự không lo cho Tần Nghi thì đừng mong có thể hưởng phúc tại nhà họ Lâm. Tần Hán Thu, anh. Ninh Tịnh nói không ra lời. Tần Nghi ồ một tiếng, có vẻ như sắp phân thắng bại rồi. Dù sao tôi cũng không đưa Tần Nghi về nhà, cô chắc cũng không muốn làm to chuyện chứ. Coi như anh giỏi, Tần Nghi và mẹ tôi sẽ đưa đi hết, vậy được chưa? Thắng bại đã rõ, Tần Nghi cắn nát cây kẹo mút nhếch môi cười lạnh, lại gây thêm rắc rối cho mẹ rồi, mẹ của con. Một lát sau Ninh Tịnh mang Tần Nghi cùng mẹ về biệt thự nhà họ Lâm ở Vân Thành. Người hầu cung kính chào phu nhân, Ninh Tịnh dặn dò thím Trương, đây là mẹ tôi và con gái lớn của tôi, Tần Nghi, bà sắp xếp phòng cho họ trước. Tôi phải đi đón Ngữ Nhi tan học, phu nhân đi cẩn thận. Thím Trương nhìn Ninh Tịnh rời đi, sau đó quay đầu nhìn hai người với ánh mắt nghi hoặc, vừa nhìn là biết ngay là người quê mùa từ nông thôn đến. Bà cụ ngẩng đầu quan sát rồi khen căn nhà này thật đẹp. Bà cụ, Tần tiểu thư, mời theo tôi, làm phiền cô rồi. Chị Trương, ở trên lầu có hai người đang quan sát bọn họ và thấp giọng nói chuyện. Đây là Tần Nghi sao? Lâm Kỳ, chủ gia đình nhà họ Lâm cau mày, nghe nói con bé đó đã bị kỷ luật nghiêm trọng ở trường cũ, là một kẻ rắc rối khó mà vào được Nhất Trung. Cậu con trai trưởng Lâm Cẩm Hiên cũng kinh ngạc. Tần Nghi, cô ấy là con gái khác của dì Ninh sao? Đi thôi, cùng đi gặp bà cụ và vị tiểu thư Tần này. Vâng ba. Chị Trương, có khách ghé à? Thím Trương sửng sốt. Khách ư? Rồi nhanh chóng đáp đúng vậy. Thưa ông, bà ta thầm nghĩ đến mẹ vợ của ông chủ cũng tính là khách sao? Rồi bà giới thiệu đây là Lâm Kỳ tiên sinh và thiếu gia Lâm Cẩm Hiên. Bà cụ cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Tần Nghi quan sát ông ta, đây là chồng hiện tại của mẹ nhỉ? Lâm Cẩm Hiên xuống cầu thang sửng sốt nhìn cô gái trước mặt, cô ấy là kẻ gây rắc rối Tần Nghi. Như cảm nhận được ánh mắt tò mò của hắn, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong sáng và trong trẻo của cô không hề có sự sợ hãi hay lo lắng. Lâm Kỳ mỉm cười nói, bà cụ đã vất vả rồi, ngồi xuống uống chút trà đi, chuyện của tiểu Nghi Ninh Tịnh đều đã kể với tôi, bà yên tâm, việc học của con bé tôi sẽ sắp xếp, lại làm phiền mọi người rồi. Chú Lâm, việc học của tôi không cần chú quản đâu. Còn chưa nói xong cô đã nghe tiếng thím Trương chào phu nhân. Tiểu thư, hai người về rồi. Chị Trương, chuẩn bị xong bữa tối thì dọn lên, Ngữ Nhi đói rồi. Cô em gái trà xanh hỏi, chị và bà ngoại đến rồi à? Đúng vậy, họ đang uống trà trong phòng khách với ông chủ và thiếu gia. Anh trai cũng về à? Tuyệt quá, ta thầm nghĩ anh Cẩm Hiên khó khăn lắm mới về nhà một lần, hôm nay phải thể hiện thật tốt mới được. Tần Ngữ trực tiếp chạy tới vui vẻ nói anh về rồi. Lâm Cẩm Hiên cũng nheo mắt chào em gái Ngữ Nhi. Cô ta ôm lấy cánh tay của hắn rồi nũng nịu hỏi, anh bận như vậy, hôm nay sao lại có thời gian về nhà? Hắn đáp, vừa khéo ở đây có một dự án. Em gái Ngữ Nhi sao nay về muộn vậy? Em phải tập bài mới cho buổi biểu diễn của trường, tuy vất vả nhưng rất vui. Lâm Kỳ cũng vui vẻ bảo Ngữ Nhi kéo đàn ngày càng giỏi, có gì cần thì cứ nói với ba nhé. Tần Ngữ tươi cười đáp, dạ, con cảm ơn ba. Lúc này ta mới giả vờ giật mình quay ra nhìn chị gái. Chị, Tần Nghi lạnh lùng ngồi khoanh tay trên ghế, vẻ mặt của cô đã quen với cảnh này. Gặp lại chị, em rất vui, chào mừng chị đến nhà họ Lâm. Ánh mắt rắt rết của ta cười lạnh mà nhắc nhở chúng ta phải như trước đây, hòa thuận với nhau chị nhé. Tần Nghi không so đo với em gái trà xanh này. Lâu rồi không gặp, Tần Ngữ. Buổi tối ở trong phòng, Tần Nghi giật mình tỉnh lại, cô lại nghĩ về những chuyện trước kia thật đáng ghét. Ba, chị có vẻ rất ghét con, có phải con làm sai điều gì không? Con ra ngoài trước, lúc chị chơi game không thích con bên cạnh hay sao ý? Mẹ, hình như con lại làm chị giận rồi. Trước kia thật là những kỷ niệm sống chung vui vẻ. Cô quay đầu nhìn trên bàn thuốc ngủ cũng hết rồi. Ngày mai phải tìm cách mua thêm. Sáng hôm sau ở biệt thự Lâm gia, Lâm Kỳ xin lỗi tiểu Nghi, việc đưa cháu vào Nhất Trung không thành, chú sẽ tìm trường khác cho cháu, cháu ở nhà chờ đi. Bà mẹ cũng lên tiếng, Ngữ Nhi lúc đó dựa vào chính mình thi đỗ vào Nhất Trung, hoàn toàn không cần chúng ta phải lo lắng gì. Đúng vậy, Nhất Trung là trường tốt nhất ở Vân Thành, không dễ vào, em cũng phải cố gắng không ít mới thi đỗ được. Hiệu trưởng Từ của Nhất Trung là người có thân phận, học sinh vào Nhất Trung không chỉ cần điểm cao, còn phải có. Tần Nghi liền cắt ngang lời em gái trà xanh, cô lục lọi trong túi lấy ra cái thiệp, thật ra nếu là Nhất Trung thì tôi có thư giới thiệu của hiệu trưởng. Nghe vậy bà mẹ không vui gào lên, đủ rồi, mở mắt nói dối, mày không thấy xấu hổ còn tao thì thấy xấu hổ dùng mày đấy. Em gái trà xanh phì cười, ai ra, mẹ đừng giận, lỡ chị ấy nói đến Nhất Trung không phải trường con nói thì sao? Bà mẹ cười lạnh nhắc nhở Tần Nghi, đã đến nhà họ Lâm thì bỏ hết những thói xấu trước kia của mày đi. Tần Nghi lạnh lùng nhìn cảnh này, bao nhiêu năm rồi vẫn là mấy chiêu trò cũ, cô đội mũ lên rồi nói, nếu không có việc gì khác, tôi đến trường đây. Bà mẹ đập bàn, vẻ mặt nghiêm nghị, mày làm gì có thư giới thiệu của hiệu trưởng, không phải là thư tố cáo thì tốt rồi. Đến trường, tao thấy mày đến quán nét thì có. Em gái trà xanh vỗ lưng an ủi, mẹ được rồi mẹ, đừng giận nữa, chị cũng không cố ý nói dối đâu. Khi cô đi ngang qua người Lâm Cẩm Hiên, hắn nhìn thấy con dấu trên phong bì liền sửng sốt, con dấu trên thư là con dấu riêng của hiệu trưởng Từ. Cô ấy không nói dối, mọi người kinh ngạc há hốc mồm, cái quái gì vậy? Thư giới thiệu đúng là thật. Ở phòng y tế của trường Nhất Trung Hành Xuyên, một nhóm nữ sinh chạy tới nhìn vào phòng khám của bác sĩ, giống như ở đây có kho báu gì đó. Nghe nói phòng y tế có một bác sĩ mới siêu đẹp trai. Vậy còn chần chừ gì nữa, mau đi xem thôi. Wow, thật sự rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả thần tượng của tôi. Đâu đâu, để tôi xem nào, ngay sau tấm rèm kia, đừng chen lấn mà. Bạn học, bạn đến để lấy thuốc hay khám bệnh? Em lấy thuốc, lấy một lọ vitamin C thôi. Các bạn nữ sinh trầm trồ nhìn nhan sắc này, đôi môi gợi cảm này, hi hi thật là hoàn hảo, cả đám mê giai đầu thai mới hết súng nhau lại xem. Bỗng tiếng chuông vào học reng lên khiến bọn họ tức giận, đáng ghét. Đến giờ lên lớp rồi, mau đi thôi, đợi đến giờ nghỉ trưa rồi quay lại. Lục Chiếu Ảnh thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tôi nói này Tuấn gia, chúng ta không làm cậu ấm kinh thành nữa, chạy đến đây làm bác sĩ trường học làm gì? Toàn bộ công việc đều đổ lên đầu tôi, mệt chết đi được. Trình Tuấn liếc mắt về phía hắn, vậy thì để tôi làm. Được rồi, ngài là đại gia, để tôi làm thay vậy. Lục Chiếu Ảnh thầm nghĩ, những người trả giá cao để mời ngài phẫu thuật, nếu thấy ngài ở đây khám bệnh miễn phí cho học sinh chắc sẽ tức chết mất. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngước mắt lên nhìn đơ cả mặt. Tần Nghi nhìn qua anh, nhìn thuốc trong cửa sổ rồi nói xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi ở đây có bán thuốc ngủ không? Mợ nó, cô gái này thật xinh đẹp. Nghe vậy Trình Tuấn hai mắt phát sáng cũng ngẩng đầu ra cửa liền. Lục Chiếu Ảnh gãi gãi đầu đáp à bạn học, thuốc ngủ là thuốc kê đơn, không phải cứ muốn mua là mua được. Hắn thầm nghĩ không phải lại giả vờ mua thuốc để đến xem trai đẹp Trình Tuấn chứ. Tần Nghi cụp mũ rồi quay người rời đi, tôi chỉ hỏi chơi thôi, không có thì thôi. Giọng nói của Trình Tuấn không lạnh lùng cũng không thờ ơ vang lên, đợi đã, tôi đi lấy thuốc cho bạn. Lục Chiếu Ảnh rất kinh ngạc, cô ấy muốn thuốc ngủ là thuốc kê đơn, ca ca không thể cho được, một giọng nói trầm đột nhiên cắt ngang hắn. Cậu nghĩ tôi sẽ tùy tiện cho thuốc bệnh nhân sao? Đây là thuốc bạn cần, đủ dùng trong 3 ngày, hết thì đến lấy tiếp. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Trình Tuấn đưa thuốc và một ống nhỏ mắt cho cô, Tần Nghi sững sờ nhìn, cô nhận lấy và ngẩng đầu cảm ơn anh, không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy. Cô ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng tinh, gần cổ áo, xương đòn của cô ấy lờ mờ. Khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp, không chút biểu cảm nhưng lại rất thanh tú. Trình Tuấn nhìn theo bóng lưng của cô rồi hắn đột nhiên mỉm cười. Lục Chiếu Ảnh kinh ngạc nhìn Trình Tuấn, anh thật sự đưa cho cô ấy à? Chỉ nghe hắn đáp vì cô ấy thực sự cần, đừng lo, không phải thuốc ngủ, chỉ là thuốc hỗ trợ giấc ngủ thôi. Lúc này ở phòng hiệu trưởng Nhất Trung hành xuyên, Lý Ái Giao, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 nheo mắt cằn nhằn, hiệu trưởng Từ, loại học sinh rắc rối này ông muốn đưa vào lớp chúng tôi sao? Chúng tôi không chấp nhận loại học sinh hư hỏng này, xem hồ sơ này đi, đánh nhau, trốn học, bị phê bình, kỷ luật không thiếu gì, tôi còn thấy cầm bẩn tay. Cao Dương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A9 nhắc nhở cô ta, cô Lý, là giáo viên, chúng ta không nên lựa chọn học sinh. Lý Ái Giao tức giận, thầy Cao đúng là đứng nói mà không đau lưng, học sinh này không phải vào lớp thầy mà. Cao Dương luôn không đồng ý cô ta đối xử khác biệt với học sinh, nếu là học sinh của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng Từ ngồi trên ghế không nói gì. Lý Ái Giao khích đều liếc nhìn từ trên xuống dưới, cười lạnh nói thầy Cao thật cao thượng, chả trách dạy học hơn 20 năm vẫn dậm chân tại chỗ. Thầy Cao Dương tức anh ếch không làm gì được ả đàn bà này, cô Lý, cô. Hiệu trưởng Từ thấy vậy mới ho khụ khụ, vậy thầy Cao, cô có muốn nhận học sinh này không? Đương nhiên được, thấy Cao Dương đồng ý Lý Ái Giao thở phào nhẹ nhõm, tốt quá vậy tôi đi trước, lớp còn đang thi. Nói xong cô ta giẫm đôi giày cao gót và trực tiếp rời đi, hiệu trưởng Từ lấy trong ngăn kéo ra sắp tài liệu. Thôi được, thầy Cao xem cái này đi, ông ta đưa một tờ giấy cho Cao Dương, thầy xem bài toán Olympic của học sinh này làm thế nào. Cao Dương nhìn tờ giấy hiển nhiên sửng sốt, cái này làm quá tốt. Chắc chắn không phải học sinh của trường chúng ta, nếu không tôi đã nhận ra rồi, thật tiếc. Hiệu trưởng Từ thầm nghĩ thật đáng tiếc sao, học sinh này trước đây không phải học sinh của chúng ta, nhưng từ giờ sẽ là của chúng ta. Bên này Tần Nghi vừa đi vừa suy nghĩ, thuốc nhỏ mắt này tốt thật, hiệu quả giảm đỏ mắt rất tốt, vị bác sĩ trường đó hình như cũng đã gặp ở đâu đó. Nếu không phải để chữa bệnh cho mẹ, tôi sẽ không đưa Tần Nghi, con sao chổi đó về nhà họ Lâm, mất mặt. Nói như thể cô quan tâm mẹ lắm vậy, nếu cô sớm đón mẹ về, bà đã không bệnh nặng thế này. Trình công tử, ngài thấy thế nào? Trình Tuấn đột nhiên nheo mắt nhìn về phía cửa đối diện với mình ở hành lang, trong mắt có tia sáng lạnh lẽo, ồ tức giận rồi. Có vẻ như đây không phải là chú thỏ trắng nhỏ đáng yêu vô hại. Chàng trai trẻ Trình Tuấn là giám đốc mới của bệnh viện này, anh ta có vẻ ngoài tuấn tú và dáng người mờ lem. Trình công tử, nếu ngài có thể bớt chút thời gian quý báu để thực hiện vài ca. Không, chỉ cần một ca phẫu thuật đặc biệt đó cũng là vinh dự vô cùng của chúng tôi. Trình Tuấn nhìn ông ta rồi nói quá lời rồi, sau này tôi muốn đến Vân Thành một thời gian, có thể sẽ nhận vài ca phẫu thuật ở đó, nếu các anh muốn có thể đến quan sát học hỏi. Trình Tuấn đứng lên, trong mắt đầy sương mù, đưa tay cầm lọ thuốc ngủ trên bàn lên, mình thật sự mất trí mới đến Vân Thành. Nhưng vì cô ấy khiến người ta có chút tò mò. Cao Dương vào lớp trước với giáo án, cười rạng rỡ thông báo, mọi người yên lặng, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến, vừa nói xong đã có tiếng xì xào, cậu bạn Kiều Thanh quay sang hỏi Từ Giao Quang, học sinh mới à? Có phải chị của đại hoa khôi Tần Ngữ không? Lại còn phân vào lớp chúng ta, chắc chắn là do chú Lâm giúp đỡ rồi. Từ Giao Quang lạnh nhạt đáp không biết, không quan tâm. Kiều Thanh liền trêu ghẹo, cậu ngoài Tần Ngữ ra, chẳng hứng thú với ai khác nhỉ? Nghe vậy, đám người ở hàng sau liền tụ tập lại, nhưng tôi nghe nói chị của Tần Ngữ ở làng Ninh Hải, từng đánh nhau bị đình chỉ học, còn bị lưu ban, thế mà thực sự vào được Nhất Trung. Làng Ninh Hải, làng trọng điểm xóa đói giảm nghèo cấp tỉnh đó hả? Chết mẹ, đây chẳng phải là cô nàng côn đồ quê mùa sao? Sau khi nghe điều này, một nhóm thanh thiếu niên đột nhiên không ngừng suy nghĩ, hình ảnh một cô gái béo trăm cân chợt hiện lên trong đầu họ, chào giai đẹp, chơi cùng tớ nhé. Bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh tượng đó, ngay lập tức mất đi sự mong đợi của mình đối với bạn mới cùng lớp. Từ Giao Quang kéo ghế đứng dậy, hai tay đút túi quần nói chán quá đi thôi. Kiều Thanh hỏi cậu đi đâu? Tần Ngữ đang tập violin ở hội trường, tôi đi xem đây. Kiều Thanh không bạo dạn bằng Từ Giao Quang nên chán nản cảm thấy thật ghen tị, tôi cũng muốn xem hoa khôi kéo violin, học sinh mới có gì mà hay ho, chán quá. Chính là lúc này thầy Cao Dương nói vọng ra ngoài cửa, Tần Nghi, vào đi. Từ Giao Quang đi ra ngoài lớp bằng cửa sau, còn Tần Nghi đi vào lớp từ cửa trước. Hai người đi lướt qua nhau, Tần Nghi bước vào khiến lớp học rơi vào sự im lặng quỷ dị, những lời thì thầm lập tức biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn lên bục, sự kinh ngạc của họ hiện rõ trong sự im lặng của lớp học. Tôi tên là Tần Nghi, cô đổi tay cầm sách, tay trái cầm lấy phấn viết tên cô lên bảng đen, cả lớp vẫn không ai nói gì, rất yên tĩnh. Cao Dương chỉ vào một chỗ trống, cười nói bên cạnh Lâm Tư Nhiên còn chỗ trống, em ngồi đó đi, vâng. Theo tin tức, người nhà nông mặt quay xuống đất, lưng quay lên trời chắc chắn là người có làn da xấu, thô ráp và xỉn màu, khí chất chắc chắn không bằng Tần Ngữ. Nhưng bây giờ, tất cả những tưởng tượng đó đã bị lật ngược, sau khi lớp học yên lặng được 2 phút, có rất nhiều tiếng ồn và tiếng thở, đẹp quá. Mái tóc dài tới vai, làn da trắng ngần, đôi chân dài và thẳng, đôi mắt hình quả hạnh cụp xuống, đen láy và sáng, luồng khí mạnh mẽ đến nỗi bất cứ nơi nào cô đi qua, bàn chân đang duỗi ra trên lối đi của các chàng trai đều bị rút lại. U là trời, cô gái này vừa hoang dã vừa xinh đẹp, hoa khôi của trường cần phải thay đổi rồi, đừng ai tranh với tôi, cô nàng côn đồ này là của tôi. Không dễ đâu cậu ơi, ai chẳng yêu cái đẹp. Cô bạn Lâm Tư Nhiên cột tóc đuôi ngựa quay sang chào cô, xin chào tôi tên là Lâm Tư Nhiên, chào bạn. Kiều Thanh cũng tròn mắt mà nhìn, đây không giống với cô nàng quê mùa như lời đồn. Các bạn cũng xôn xao nói thiếu gia từ không nhìn thấy học sinh chuyển trường này thật đáng tiếc, tôi thấy không thua gì Tần Ngữ, ái chà chà đúng vậy. Tan học chúng ta đi tìm cô ấy làm quen, các cậu hiểu rồi đấy. Khi chuông reo tan học, Lâm Tư Nhiên hơi rén đề nghị, bạn có cần tôi dẫn bạn đi dạo quanh trường không? Dù sao bạn mới đến chắc chưa quen thuộc. Tần Nghi vừa thu dọn sách vở vừa đáp hôm nay tôi có việc phải về nhà trước. Ôi, bị từ chối rồi, đại mỹ nhân có lạnh lùng chút cũng bình thường mà. Cảm ơn bạn, lần sau dẫn tôi đi nhé. Được, Tần Nghi bạn mau về đi, tôi sai rồi, đại mỹ nhân không hề lạnh lùng, cười lên đẹp quá. Các bạn nam sinh sau lưng thấy cô rời đi cũng đứng dậy hùa nhau đi thôi đi thôi. Tần Nghi vừa đi vừa suy nghĩ về nhà họ Lâm lại phải gặp những người đó thật phiền phức. Chào bạn học mới, đừng vội đi, nghe tiếng nói Tần Nghi xoay người lại, ba cậu bạn xúm lại cười nói ôi. Trông bạn có vẻ không vui, có cần các anh giúp vui không? Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc chào đón, bạn nhất định phải tham gia nhé. Chính là lúc này Lục Chiếu Ảnh đi ngang qua, hắn lầm bầm định vị này có vấn đề không nhỉ, ông Từ nói nhà hàng đó ở đâu vậy? Hắn ngẩng đầu thì thấy đó là, Tuấn gia, kia có phải là cô gái sáng nay đến lấy thuốc ngủ không? Nghe vậy Trình Tuấn ngẩng đầu nhìn về phương hướng đó, anh cau mày nói cô ấy hình như gặp rắc rối, cậu qua giúp cô ấy đi. Lục Chiếu Ảnh lập tức hớn hở khởi động cơ bắp bước nhanh về phía Tần Nghi. Đây chẳng phải để tôi có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được rồi Tuấn gia, nhìn tôi xuất hiện đây, tất cả là tại cậu đẹp quá, khiến tôi trên đường phố cũng không thể nhịn được. Cậu bạn bàn tay còn chưa chạm vào mặt Tần Ngữ đã bị một đôi tay mảnh khảnh nắm chặt lấy. Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của cô, thanh tú xinh đẹp nhưng cũng có sự tàn nhẫn của một người trẻ tuổi. Tần Nghi nhếch môi cười lạnh, đây là do các cậu động tay trước nhé. Khi bọn chúng còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý cô nói là gì chứ, có lẽ phản ứng này không phù hợp với bất kỳ quy tắc nào trong kịch bản. Tần Nghi lạnh lùng mặt không đổi sắc bẻ quặp tay hắn lại. Má nó đau quá, các cậu còn đứng đơ ra làm gì, mau tới giúp tôi. Hắn vừa dứt lời thì Tần Nghi lùi lại một bước, sau đó đột nhiên lên gối thúc vào bụng hắn khiến hắn đau la oai oái loạng choạng lùi lại vài bước. Hai người còn lại thấy đại ca bị đánh thì lập tức lao tới như bầy đàn. Đại ca chúng tôi tới giúp anh, đồ đàn bà thối. Dám đánh anh em của tôi, cô tìm cái chết. Tần Nghi đưa tay ra chụp lấy nắm đấm thép đang vung tới. Cô dùng vai làm điểm tựa để ném người đó một cách thô bạo. 1,3 Chỉ trong 5 giây cô đã hạ gục được bọn họ nằm la liệt trên mặt đất chảy máu và nôn ra nước cà chua. Tần Nghi đội lại mũ và tiêu sái bước đi, ánh mắt cô liếc về phía bên kia, Lục Chiếu Ảnh đổ mồ hôi hột rén ngang, ôi trời ơi. Tuấn gia, tôi không nhìn nhầm chứ, chưa đến 1 phút đã hạ gục mấy tên, cô gái này là người bình thường sao? Trịnh Tuấn sờ sờ cằm suy nghĩ, anh nhếch môi cười thích thú khen thú vị, cô ấy thú vị hơn tôi tưởng. Tần Nghi nhẹ nhàng đi ngang qua người anh, cô huýt sáo nhẹ nhàng mở miệng nói 2 chữ cảm ơn. Lục Chiếu Ảnh nhảy dựng tại chỗ, ê, rõ ràng là tôi đi cứu cô ấy mà, sao cô ấy lại cảm ơn cậu? Trịnh Tuấn không đáp thu hồi ánh mắt nói đi thôi, ông Từ vẫn đang đợi chúng ta. Lục Chiếu Ảnh quay đầu nhìn ba tên đó hình như là học sinh Nhất Trung. Những kẻ rác rưởi thế này cũng xứng ở lại Nhất Trung sao? Hôm nay mát trời loại bỏ chúng đi. Không bao lâu thì đến một nhà hàng nằm sâu trong ngõ, ba người nói chuyện vui vẻ. Trịnh Tuấn cầm tách trà nhấp một ngụm rồi hỏi ông Từ, ông làm hiệu trưởng ở Nhất Trung Vân Thành 3 năm rồi, sao lại đột nhiên muốn về Kinh Thành? Hiệu trưởng Từ mỉm cười, không giấu giếm giọng điệu u sầu nói. Ta đã chọn được một người kế nhiệm, phải khó khăn lắm mới đợi được cô ấy. Lục Chiếu Ảnh không khỏi tò mò là ai vậy? Đó là một tin tức lớn khiến mọi người chấn động. Từ hiệu trưởng lắc đầu, nhưng cô ấy không muốn kế nhiệm. Dù sao ta tin rằng cô ấy sẽ đồng ý, vì vậy ta phải sớm về Kinh Thành để chuẩn bị. Lục Chiếu Ảnh trợn tròn mắt không thể tin được, còn có kẻ ngốc không biết Vân Thành là nơi các gia tộc có quyền lực, chỉ cần nói chuyện thôi cũng có thể mất cả 3 ngày 3 đêm. Có người có được những nguồn tài nguyên mà người thường khó mà có được, đúng là không biết trời cao đất dày, thậm chí còn không muốn trở thành người thừa kế của nhà họ Từ, Anh nói xem người đó là ai? Ra anh nói gì đi chứ, chẳng lẽ anh không tò mò sao? Trịnh Tuấn hơi bắt chéo đôi chân dài, cúi đầu uống trà mà không nói gì. Lúc này Tần Nghi đi tới giảng đường âm nhạc, cửa sổ tầng 2 mở và bạn có thể nhìn thấy các nhạc cụ bên trong. Tần Nghi đi lên tầng 2, tòa nhà mỹ thuật rất yên tĩnh, xung quanh không có người. Cô đẩy cửa phòng nhạc cụ ra, ngay lập tức nhìn thấy cây vĩ cầm được đặt ở giữa. Cô ấy thích violin, nó khiến cô ấy bình tâm lại. Cô hơi cúi đầu xuống, hầu như thỉnh thoảng cô lại tìm một nơi để chơi violin. Bên ngoài Kiều Thanh đang nói chuyện với Từ Giao Quang. Ôi trời, thiếu gia Từ, thật tiếc là cậu không thấy học sinh mới chuyển đến, xinh đẹp cực kỳ. Từ Giao Quang nhắc nhở cậu ta im lặng một chút. Nhanh lên, tôi phải đi đưa trà sữa cho Tần Ngữ. Đối với học sinh chuyển trường mà Kiều Thanh miêu tả, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Đi ngang qua giảng đường âm nhạc, Từ Giao Quang chợt khựng lại, âm thanh trầm thấp, có chút u sầu của tiếng vĩ cầm vang lên từ xa. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng 2, đôi mắt sáng rực. Kiều Thanh đang định nói rằng âm nhạc nghe hay, nhưng khi anh ấy ngước mắt lên, anh ấy nhìn thấy Từ Giao Quang đang chạy về phía giảng đường âm nhạc. Từ thiếu gia, cậu vội gì, người chơi violin sẽ không chạy đâu. Chứng nghiện violin của anh ấy lại tái phát. Tần Ngữ chỉ biết chơi violin, nếu không thì làm sao xứng đáng với Từ thiếu gia. Từ Giao Quang vội vàng chạy lên từng bậc cầu thang trong giảng đường âm nhạc. Giai điệu này trước đây hắn chưa từng nghe được. Đây là kỹ thuật cao cấp mà chỉ có thể nghe thấy tại các buổi biểu diễn của các bậc thầy ở kinh thành. Đây là một bản nhạc mà hắn chưa từng nghe trước đây. Tâm trạng hắn như thể có thứ gì đó bị khuấy động. Giai điệu vang lên lặng lẽ tiến vào khiến người nghe cảm nhận được sự cô độc và cảm xúc mạnh mẽ của người chơi violin, cô đơn và nhiệt tình. Liệu có thực sự tồn tại người mâu thuẫn như vậy trên thế giới này? Từ Giao Quang mở cửa phòng nhạc cụ trên tầng 2, tiếng vĩ cầm đột ngột dừng lại, phòng nhạc cụ trống rỗng, cửa sổ mở to có gió thổi, rèm cửa màu xanh da trời khẽ đung đưa. Từ Giao Quang dừng lại, người đâu rồi? Thực sự chạy mất rồi. Kiều Thanh cũng ngạc nhiên, không lẽ nhảy từ tầng 2 xuống? Từ Giao Quang nheo mắt chán nản thở dài, bỏ đi, đi thôi. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ ngoài Tần Ngữ, còn ai khác trong trường biết chơi violin sao? Ngoài cửa sổ dưới mặt đất Tần Nghi cũng thở phào, cô liếc mắt về cái phòng mà mình vừa đàn một bản và cảm thấy may mắn quá. Suýt thì bị phát hiện, chơi violin một lúc làm tâm trạng tốt hơn nhiều, xem ra sau này vẫn phải tìm cơ hội chơi đàn để bình tâm lại. Mình vẫn luôn cảm thấy hình như quên mất điều gì đó, mà thôi kệ. Khi Tần Nghi vào trong lớp học thì Lâm Tư Nhiên nhẹ nhàng nói đúng rồi, bài tập toán mà giáo viên giao trước đây, Tần Nghi, bạn đã làm xong chưa? Cô đã nói là quên mất việc gì rồi mà. Cô cuối cùng tìm được một tờ giấy toán, cô nhìn từ trên xuống dưới sau đó nhét nó vào trong bàn. Cô nghiêng đầu, nheo lại đôi mắt hạnh xinh đẹp, chống cằm nhỏ giọng nói tôi có thể không nộp nó không? Lâm Tư Nhiên lúng túng đỏ mặt chuyện này, Tần Nghi bắt chéo chân, lười biếng viết tên cô từng nét một. Lâm Tư Nhiên nhìn thấy Tần Nghi làm bài thì mới nhận ra, hóa ra cậu ấy thuận tay trái. Tôi học không giỏi, đề bài tôi không làm được, mong bạn thông cảm. Ồ được thôi. Lâm Tư Nhiên hồi lâu mới trấn tĩnh lại, nói mình là lớp phó học tập của lớp này, nếu bạn gặp khó khăn gì cứ tìm mình. Tần Nghi mỉm cười liếc nhìn huy hiệu dán trên áo của cô bạn, cô tò mò bèn hỏi cậu thích ngôn tịch sao? Cậu cũng thích ngôn tịch à? Lâm Tư Nhiên như bắt được tri kỷ, cậu đã nghe album mới chưa? Đã bình chọn trên Weibo chưa? Cần tôi dạy bạn lập tài khoản nhỏ để bình chọn nhiều thêm một phiếu không? Tần Nghi đáp mình không phải, cô là người trong động không bao giờ theo đuổi idol, có vẻ như music đại diện cho fan của ngôn tịch, vậy tập mỹ là gì? Cô ấy có sức mạnh lớn đến vậy sao? Vai hơi đau quá. Lâm Tư Nhiên vẫn hưng phấn bừng bừng lửa, tập mỹ, không, Nghi bạn yên tâm. Tôi nhất định giúp bạn nâng cao điểm số, sau giờ học tôi sẽ dẫn bạn đi mua sách bài tập. Nghi sao? Ngoài ông bà ngoại, đã lâu không có ai gọi Tần Nghi như vậy. Lâm Tư Nhiên nhắc nhở Tần Nghi là Tần Ngữ lớp 1 tốt nhất, bạn đừng chọc vào, cô ấy là người nhà họ Lâm, còn được thiếu gia Từ bảo vệ, mà cả hai bạn đều họ Tần. Đúng rồi, gần đây còn có một trường nghề, trong đó có một chùm trường, vừa nhắc Tào Tháo thì thấy Tào Tháo tới. Lâm Tư Nhiên tròn mắt nhìn chàng trai hổ báo cáo trồn trước mặt đang ôm mũ bảo hiểm bước xuống xe mô tô. Tần Ngữ ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này thì vui mừng, tên côn đồ trường nghề, Ngụy Tử Hằng. Xem ra chị không may rồi chị à, tiểu thư, chị của cô cũng ở đây, không chờ cô ấy về cùng sao? Tần Ngữ lạnh lùng liếc xéo tài xế nhắc nhở hắn lái xe của anh đi. Đừng hỏi những chuyện không nên hỏi, cô vẫn giống như hồi nhỏ thích gây rắc rồi, tôi đang lo không có lý do để đuổi cô đi. Học sinh chuyển trường này sao vừa đến đã gặp côn đồ trường nghề? Khuôn mặt đẹp như vậy nếu bị đánh thì thật đáng tiếc, cậu nói nhỏ chút, nếu họ nghe thấy rồi đánh chúng ta thì sao? Đừng đứng xem nữa, mau đi thôi. Lâm Tư Nhiên sợ hãi nói Nghi, chúng ta đi đường vòng thôi. Tần Nghi đưa tay ra che trước mặt bảo vệ cô bạn, thấy tên côn đồ lại gần Lâm Tư Nhiên run như cầy sấy, đừng lại đây, chúng tôi thật sự không có tiền đưa các anh, đừng đánh chúng tôi. Lúc này đằng sau liền vang lên tiếng của Kiều Thanh giải vây, ủy viên học tập, đưa học sinh mới qua bên này, nhường đường cho Ngụy Tử Hằng. Nghe vậy Lâm Tư Nhiên ánh mắt lóe sáng, cô quay người lại đáp Kiều Thanh, Từ thiếu đợi chút. Nghi, lát nữa tôi sẽ giải thích, trước tiên chúng ta đi tìm Kiều Thanh và Từ thiếu. Ngụy Tử Hằng không nói gì liền mở miệng, chờ chút, Hắn chậm rãi từng bước tiến sát lại gần trước mặt Tần Nghi, mắt đối mắt, bốn mắt nhìn nhau, khí thế của Tần Nghi không thua kém hắn. Tần Nghi nhìn bàn tay đang tiến lại gần mặt mình thì lên tiếng. Bỏ móng vuốt của mày ra. Bầu không khí xung quanh lặng như tờ, các bạn học lác mắt mà nhìn, thầm nghĩ cô không biết sống chết. Lâm Tư Nhiên yếu bóng vía nghe câu nói của Tần Nghi thì sợ mất hồn, xỉu ngay tại chỗ. Tần Nghi đưa tay đỡ lấy cô bạn, sau đó quay mặt cười lạnh với Ngụy Tử Hằng, mày không nghe thấy tao nói gì à? Ngụy Tử Hằng, bảo đám đàn em của mày cút ngay, làm bạn cùng bàn của tao sợ rồi. Bàn tay đang đưa ra giữa không trung liền thu lại, Ngụy Tử Hằng liền lật mặt nhanh hơn bánh tráng, hắn hưng phấn cười ha ha, chị Nghi, quả nhiên là chị. Nói rồi hắn quay sang đá một đứa đàn em bên cạnh, đi đi, đứng một bên, đừng chắn đường của chị Nghi, ai cũng tỏ vẻ dữ tợn thế làm gì. Ngụy Tử Hằng bật chế độ cún con, Nghi Nghi sao chị đến Vân Thành mà không báo cho tôi một tiếng? Tần Nghi đáp quyết định đột ngột, tôi mới đến hôm qua. Bạn bè xung quanh nghe bọn họ nói chuyện thì run rẩy, Lâm Tư Nhiên ôm miệng mình mà hỏi, Nghi Nghi quen côn đồ sao? Làm tôi sợ chết khiếp, chân mềm nhũn rồi nè, sắp xón ra quần luôn rồi. Tần Nghi quay sang đập vài cái vào ngực Ngụy Tử Hằng mà ra lệnh, tìm người đáng tin đưa bạn cùng bàn của tôi về nhà, cô ấy bị mấy người làm sợ đi không nổi rồi. Còn đứng đấy làm gì, mau đưa người về an toàn, không thì tôi đánh chết mấy người. Tên đàn em tò mò hỏi, đại ca, cô ấy là ai? Ngụy Tử Hằng mỉm cười rồi đáp, cô ấy à, làng Ninh Hải, côn đồ làng, là tổ tiên của tôi. Nghi Nghi, chị đi đi, đợi tôi với. Tần Nghi đáp vọng lại, đi mua sách. Tên đàn em bẽn lẽn hỏi Lâm Tư Nhiên, chị à, chị muốn về trường không? Hay là đi ăn? Trời ạ, chị hoa khôi mới của trường là ai vậy? Buổi tối ở biệt thự Lâm gia, trên bàn ăn thấy Tần Ngữ phân tâm, Lâm Kỳ quan tâm hỏi han, Ngữ Nhi đang nghĩ gì vậy, trông đăm chiêu thế? Em gái trà xanh liền mách lẻo, tối tan học, con hình như thấy chị đi cùng với đám người trường nghề. Bà mẹ kinh ngạc, trường nghề? Chẳng phải chị học ở Nhất Trung sao? Nghe nói chị đánh nhau với đám người trường nghề lúc trưa. Tối mấy người đó lại tìm đến, con có chút lo lắng cho chị, các bạn thấy em gái trà xanh đẳng cấp nào như này hãm hại chị ruột chưa? Bà mẹ tức giận đập đôi đũa xuống bàn mà mắng, lo lắng gì? Nó ở cùng đám người trường nghề bẩn thỉu đó thì chẳng phải là mùi giống nhau sao? Sao tôi lại sinh ra đứa con làm mất mặt thế này cơ chứ? Vừa dứt lời cửa phòng liền mở ra khiến họ xấu hổ đỏ bừng mặt. Khi nói xấu chính chủ mà bị người ta bắt gặp, Tần Nghi lạnh nhạt quét mắt một vòng, làm phiền mọi người ăn cơm. Tôi về lấy đồ, lấy xong sẽ đi. Nói xong cô lạnh lùng đi lên lầu, thấy vậy bà mẹ cũng không ăn nổi cơm nữa liền đứng dậy cười gượng, em lên xem sao? Mày trưng ra vẻ mặt khó chịu là để ai xem? Bố trí cho mày phòng tốt thế này, mua cho nhiều quần áo và túi sách đẹp như vậy mà còn không hài lòng. Phải rồi, Ngữ Nhi nói mày lại đánh nhau với đám người trường nghề. Tần Nghi thầm nghĩ nhiều năm rồi mà Tần Ngữ vẫn chơi trò cũ, chán con mợ nó thật. Chúc mừng, trong thời gian dài tới bà sẽ không phải thấy mặt tôi nữa, tôi sẽ ở ký túc xá, nếu có dịp nghỉ tôi sẽ đến bệnh viện thăm bà. Tần Nghi đi tới cửa quay lại cười mỉa mai, còn nữa, tôi trước giờ chưa bao giờ thích màu hồng. Chỉ có Tần Ngữ thích. Bà mẹ nhìn theo bóng lưng của con gái mà nghĩ, nó bỏ không sống biệt thự chạy đi ở ký túc xá, đồ hiệu và quần áo đẹp mua cho cũng không cần, chưa thấy đứa nào gây phiền phức như vậy. Thôi, không thấy thì khỏi phiền lòng. Sáng hôm sau Tần Nghi đi tới ngân hàng, nhân viên tiếp tân ngoài mặt thì niềm nở xin hỏi quý khách muốn thực hiện giao dịch gì. Bên trong thì mỉa mai trông có vẻ là học sinh nghèo. Không đáng để tôi tốn lời lôi kéo gửi tiền, chậc chậc. Tần Nghi lạnh lùng lấy ra một cái thẻ ATM để lên bàn và nói chuyển một khoản tiền. Cô nhân viên ngân hàng vừa mới chê người ta thì bị tát vào mặt, cô ta sững sờ nhìn tấm thẻ, đây là thẻ kim cương. Thực sự xin lỗi, nhân viên thông thường không có quyền xử lý các giao dịch cho thẻ kim cương của bạn, mong bạn thông cảm vì đã để bạn đợi lâu. Thật sự xin lỗi vì đã để bạn đợi lâu, chuyển khoản phí ký túc xá cho Nhất Trung Vân Thành của bạn đã xong, xin hãy giữ kỹ thẻ của bạn. Tần Nghi nhận lấy thẻ rồi nói cảm ơn. Khi Tần Nghi rời đi thì họ bàn tán, quản lý, cô gái này thật lợi hại, lại có thẻ kim cương, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy thẻ kim cương, nghe nói số người có thẻ kim cương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật không ngờ, Tần Nghi đi về trường học và nhận được tin nhắn, ai ngu ngốc đến mức chi nhiều tiền để chỉ định cô nhận nhiệm vụ này, đã nói là chị đây không nhận rồi còn cứ cố chấp. Tần Nghi dừng bước chân ngẩng đầu nhìn lên trên, vị trí của người phát nhiệm vụ ở phòng y tế, thú vị thật. Mặc dù cô không nhận nhiệm vụ nhưng tò mò vẫn đến xem thử. Khi cô mở cửa phòng thì Lục Chiếu Ảnh quay đầu nhìn cô. Còn Trình Tuấn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Nghi hắng giọng hỏi, xin lỗi đã làm phiền, ở đây có tuyển nhân viên bán thời gian không? Lục Chiếu Ảnh sửng sốt, bạn đến phòng y tế vào giờ này chỉ vì điều này sao? Tần Nghi đáp, tôi đang thiếu tiền, viện cớ vậy không biết được nhận không đây? Lục Chiếu Ảnh liếc nhìn Trình Tuấn, hắn thầm nghĩ túi sách của cô gái này trông khá cũ. Có lẽ thực sự thiếu tiền, nhưng Tuấn gia vốn không thích bị làm phiền, đặc biệt là bởi phụ nữ. Xin lỗi, hắn gãi đầu đang tính từ chối, hôm nay có nhiều nữ sinh đến phòng y tế, Tuấn gia luôn giả vờ ngủ, có lẽ không muốn giao tiếp với nữ sinh. Bỗng một tiếng trầm ấm vang lên bất thình lình khiến hai người sững sờ, biết nấu ăn không? Tần Nghi nhìn vẻ mặt tuấn tú của anh, không ngạc nhiên khi hàng ngày có nhiều nữ sinh đến đây như vậy. Cô đáp tôi biết. Trịnh Tuấn lười biếng sờ mũi nói buổi trưa và buổi tối, lương trả theo ngày, bắt đầu từ ngày mai, được không? Tần Nghi đáp được rồi xoay người rời đi. Lục Chiếu Ảnh lo lắng hỏi Tuấn gia, ngài không quên ngày mai quản gia Trình sẽ đến chứ? Trịnh Tuấn bảo cứ để ông ấy đi thẳng đến biệt thự, điều này khiến Lục Chiếu Ảnh cảm thấy thật kỳ lạ. Không phải chủ tịch có tính cách tiểu thư, không quen người lạ chăm sóc sao? Tần Nghi bước vào lớp học, bầu không khí yên tĩnh. Lâm Tư Nhiên quan tâm hỏi han cậu đã về rồi. Cô đáp ừm và ngồi vào bàn lấy sách vở ra xem. Lâm Tư Nhiên liếc nhìn hoài làm cô quay qua hỏi, bạn cứ nhìn tôi như vậy, mặt tôi có gì sao? Không, không có. Tần Nghi, tối qua tại sao tên côn đồ trường kia lại nghe lời bạn như vậy? Tần Nghi cười ha ha, vì tôi rất nổi tiếng mà. Đã đến giờ, mọi người chuẩn bị nộp bài kiểm tra vật lý đi. Lâm Tư Nhiên vội vàng nói thầy dạy vật lý là người rất nghiêm khắc, bài kiểm tra của thầy không thể không làm. Tần Nghi, bạn chép bài của tôi đi. Kiều Thanh quay qua hỏi Từ thiếu gia, câu hỏi cuối cùng cậu không làm được sao? Thấy Từ Giao Quang gật đầu hắn liền cà khịa, cậu thực sự không làm được sao? Tôi không tin, điểm vật lý của cậu luôn đứng nhất nhì khối mà. Từ Giao Quang bị nói móc thì đưa tay đẩy Kiều Thanh ra, tôi muốn để câu này lại để thảo luận với Tần Ngữ. Kiều Thanh giơ ngón cái lên, mình nói mà, làm sao mà lớp phó môn vật lý của chúng ta có thể không làm được bài? Tần Nghi chống cằm nhìn bài kiểm tra vật lý thật nhàm chán, các câu trắc nghiệm đều chọn A. Vậy thì sẽ sai hết. Từ Giao Quang đi ngang thu bài liền nói chép bài không bằng không làm, hắn thầm mỉa mai cô viết chữ xấu mà còn chép bài, khác xa với Tần Ngữ. Tần Nghi không thèm so đo với hắn, cô khoanh đáp án rồi nhếch mép cười lạnh đưa bài kiểm tra cho hắn. Ha, Tần Nghi cười bất cần đời, nếu không phải vì lòng tốt của Lâm Tư Nhiên, tôi còn chẳng buồn chép đấy. Từ Giao Quang lắc đầu chán nản chẳng hiểu nổi, xinh đẹp thì sao, không biết tốt xấu, lãng phí lòng tốt của nhà họ Lâm. Bên dưới Kiều Thanh nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Nghi, tân hoa khôi trường eo thon, chân dài lại xinh đẹp, thật muốn nói chuyện với cô ấy. Nếu cô ấy có thể dạy tôi cách chinh phục Ngụy Tử Kỳ, tôi và cô ấy làm bạn cũng không vấn đề gì. Một lát sau Từ Giao Quang gõ cửa phòng của hiệu trưởng Từ, ông ta ngẩng đầu mỉm cười nói vào ngồi đi. Từ Giao Quang cũng ngoan ngoãn vào ghế ngồi, hiệu trưởng Từ ngại ngùng hỏi cháu nghĩ sao về bạn học Tần Nghi này. Hắn thầm thắc mắc sao ông nội đột nhiên lại nhắc đến học sinh mới chuyển đến. Thấy hắn im lặng hiệu trưởng Từ tiếp tục nói, đứa trẻ này có hoàn cảnh đáng thương, nó đã cứu ông và ông rất thích nó, các con trạc tuổi nhau, ta định cho các con đính hôn thì thế nào? Trong thế hệ này của nhà họ Từ, chỉ có Giao Quang là có chút nổi trội, không biết liệu bà ngoại của Tần Nghi có hài lòng không? Từ Giao Quang nghe vậy liền nhảy dựng lên từ chối, không được, ông nội, ông nói nó đã cứu ông sao? Trong lòng hắn thầm nghĩ điều này sao có thể, ông nội luôn có tiêu chuẩn cao, dù Tần Nghi đã cứu ông, làm sao ông có thể chọn một người không học hành, gây gỗ đánh nhau được chứ? Chắc chắn là cô ta tự đề nghị, muốn gả vào nhà họ Từ để leo cao, nghĩ tới đây hắn càng tức giận. Hiệu trưởng Từ bình tĩnh giải thích, khi ông đi từ thiện ở làng Ninh Hải có gặp chút rắc rối, cô ấy đã giúp ông. Từ Giao Quang không cho là như vậy, cô ấy đã cứu ông nội, nhà họ Từ có thể bù đắp cho cô ấy bằng cách khác, dù muốn đính hôn, nhà họ Tần còn có người xuất sắc hơn, trong lòng hắn xuất hiện một hình bóng dịu dàng. Tần Ngữ lớp 1 là em gái cô ấy, học giỏi, đặc biệt là môn vật lý, ngoại hình cũng khá, chơi violin rất hay. Hừm vậy à, hiệu trưởng Từ thầm nghĩ xinh đẹp, chơi violin hay, đó chẳng phải là Tần Nghi sao? Ông đẩy lại gọng kính rồi bảo không sao, là lỗi của ông, con trở về lớp học đi, về rồi hãy nghĩ kỹ thêm. Khi Từ Giao Quang đi tới cửa thì ông sực nhớ tới một chuyện, đúng rồi. Trước đây ông chưa có dịp hỏi, nghe nói còn có mâu thuẫn với một bạn học tên là Ngụy Tử Hằng à? Từ Giao Quang đáp anh ta không phải học sinh Nhất Trung, mà là học sinh trường nghề thường xuyên gây sự, trước đây còn lẻn vào Nhất Trung để xem biểu diễn văn nghệ, nói rằng violin của Tần Ngữ rất tệ, anh ta đã nghe hay hơn cả vạn lần. Không có mâu thuẫn lớn thì tốt, được rồi, con về đi. Trong lòng ông cười ha ha, các con sắp trở thành bạn cũng lớp rồi. Ngày hôm sau Trình Tuấn đề nghị để tôi dẫn cô đi làm quen, sau này mỗi ngày cô đến nhà hàng này lấy đồ ăn. Anh ta nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nói tiếp, đợi lát nữa cô về nấu thử tôi ăn xem. Tần Nghi gật đầu được, nhưng nếu món ăn không hợp khẩu vị, làm sao đây, nếu anh hối hận và sa thải tôi? Sẽ vi phạm hợp đồng. Trình Tuấn liếc ánh mắt thăm dò về phía cô, vậy cô hãy thể hiện thật tốt nhé. Cùng lúc này mẹ của Tần Nghi cũng tới nhà hàng này, bà ta bước xuống xe và nghĩ em chồng nhà họ Lâm hiếm khi từ Bắc Kinh trở về, Lâm Kỳ đã đặt chỗ ở khách sạn tư nhân này từ nửa tháng trước, mình không thể làm mất mặt anh ấy được. Vừa bước được vài bước thì bà ta sững sốt nhìn thấy con gái. Tần Nghi, sao nó lại ở đây, giờ này lẽ ra phải ở trong ký túc xá trường chứ? Bà ta nhìn trái nhìn phải sợ người khác nhìn thấy, vốn dĩ Lâm Uyên đã thấy mình nghèo nàn và coi thường mình, không thể để cô ta thấy con nhóc này. Bà ta tiến lại gần Tần Nghi và hét lên hỏi mày làm gì ở đây? Tần Nghi vừa chơi game vừa đáp tôi có việc. Thấy thái độ của Tần Nghi như vậy bà ta càng tức hơn, mau quay về trường, đừng lảng vảng với đám người không ra gì. Nghe tiếng ồn ào Trình Tuấn đang nghe điện thoại liếc mắt nhìn sang, thấy một người phụ nữ đang chỉ trỏ và chửi bới Tần Nghi trước cửa nhà hàng. Lúc này nhân viên nhà hàng mang đồ ăn tới, Trình Tuấn bảo hắn đồ để vào cốp xe đi, nhân viên đáp được, làm phiền ông chờ lâu, thật xin lỗi. Trình Tuấn cúp điện thoại rồi quay ra bảo với Tần Nghi là đi thôi. Bà mẹ nhìn theo bóng lưng của cô mà mắng chửi, Ngữ Nhi sắp đi Bắc Kinh rồi, nếu mày làm lỡ việc lớn của nó, đừng trách tao không khách khí. Con nhóc này đúng là lớn gan rồi, dám bày đặt với mình sao? Sau khi tức giận xong bà ta nhớ tới vẻ mặt điển trai của Trình Tuấn. Người đàn ông đó trông cũng khá, Tần Nghi mà cũng quen được người như vậy sao? Nhưng xe của hắn ta trông bình thường, không giống người giàu có lắm. Đang suy nghĩ thì bà ta nhìn thấy xe của Lâm Huyền tới, một người phụ nữ mặc sườn xám quý phái bước xuống xe hỏi cô đang làm gì ở đây? Sao không vào? Trong lòng thầm nghĩ bộ quần áo và túi sách này ở Bắc Kinh đã lỗi mốt từ lâu rồi. Ninh Tịnh này vẫn coi là bảo bối, ha ha quả nhiên không ra gì. Bà ta vui mừng may mà cô ta không thấy Tần Nghi rồi tươi cười nói không có gì, tôi cũng vừa đến. Lâm Huyền xoay người nhìn về phía sau, chiếc xe vừa đi kiểu dáng có vẻ quen, ở Vân Thành cũng có loại xe đặt làm cao cấp này ư. Em đi đường vất vả rồi, lát nữa để Ngữ Nhi biểu diễn một khúc cho thư giãn nhé. Lâm Huyền gật đầu ừ, nghe nói Ngữ Nhi chơi đàn ngày càng tiến bộ, chuyện đến Bắc Kinh học tôi sẽ giúp lưu ý, thật cảm ơn em rất nhiều. Lúc này trên xe Trình Tuấn hỏi người vừa rồi là họ hàng của cô à? Thấy cô đáp ừ thì hắn tò mò trông không giống, cách ăn mặc và xe của cô ấy trông rất ổn. Tần Nghi cũng khen hắn, xe của anh cũng rất đẹp, cô thầm đánh giá chỉ riêng bộ âm thanh tùy chỉnh trong xe của anh ta. Có lẽ đủ để mua 10 chiếc xe của Ninh Tịnh đấy. Cô đang chơi game à? Game gì vậy? Tần Nghi đáp có nói anh cũng không biết đâu, trông anh ta không giống người chơi game. Vậy sao? Trình Tuấn không nhớ là đã mấy năm không chơi game rồi nhỉ? Ở biệt thự Lâm gia, Lâm Kỳ hỏi em ở Bắc Kinh lâu, cũng biết đồ ăn vừa rồi có hợp khẩu vị không? Lâm Huyền mỉm cười, anh, nhà hàng tư nhân anh chọn này cũng không khác Bắc Kinh là mấy. Em thích lắm, à khúc vừa rồi Ngữ Nhi biểu diễn rất hay, con lên tiếp tục luyện đàn đi. Tần Ngữ mỉm cười cảm ơn cô, khi nào cô nghỉ ngơi xong Ngữ Nhi sẽ đến nói chuyện với cô. Em cũng lên lầu sắp xếp đồ mẹ em cần dùng, các người cứ từ từ nói chuyện. Lâm Huyền nhấp một ngụm trà rồi nói Ninh Tịnh lại mang theo một kẻ ăn bám à? Nghe nói phẩm hạnh không tốt, còn cần anh giúp đỡ dọn dẹp rắc rối. Lâm Kỳ giải thích con bé đó tên Tần Nghi, có chút bản lĩnh tự mình vào Nhất Trung, cũng không sống ở nhà, chắc không phải loại người xấu như em nói. Đứa con của chị dâu tôi sinh ra thì làm gì có đứa nào tốt. Anh, chó biết cắn thì không rủa, anh đừng để con bé đó giả vờ ngoan ngoãn mà lừa nhé, trong nhà này em chỉ nhận một cháu gái là Ngữ Nhi. Lâm Kỳ biết Ngữ Nhi mấy năm nay cũng coi như làm dạng danh nhà họ Lâm, chẳng trách em xem trọng nó. Phải rồi, anh, thầy Ngụy vẫn muốn nhận đồ đệ, dạo này em định dẫn Ngữ Nhi đến Bắc Kinh thăm thầy ấy. Nghe vậy Lâm Kỳ vui mừng, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Ngụy Lâm đại sư sao? Nếu Ngữ Nhi có may mắn được thầy ấy nhận làm đệ tử, thì thanh danh của nhà họ Lâm sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Ở phòng của Tần Ngữ, bà mẹ nhắc nhở Ngữ Nhi, luyện xong đần thì nghỉ sớm đi. Chú ý sức khỏe, cô ta ngoan ngoãn đáp con biết rồi. Khi xoay người đi bà mẹ vô tình làm rớt một cục giấy đã vỏ nát, Tần Ngữ cúi xuống nhặt lấy, mẹ để quên đồ à? Cô ta mở ra thì sửng sốt, hóa ra đây là nhạc phổ. Thấy con gái đứng sau lưng mình bà bèn hỏi Ngữ Nhi, sao con lại ra đây? Cô ta nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng và đáp không sao, chỉ là ra đây nói với mẹ đi đường cẩn thận, hai tay cô ta cầm tờ nhạc phổ mà kích động run cả tay. Đây chắc chắn là bản nhạc gốc, trình độ còn cao hơn hẳn mình, nếu mình có thể luyện thành thạo thì... Rốt cuộc bản nhạc này là của ai bỏ lại nhỉ? Chữ viết không giống của Tần Nghi, hơn nữa cô ta đã không chơi ví cầm nữa rồi. Em gái trà xanh liền cầm chìa khóa cất nó vào tủ, chỉ cần giấu bản nhạc đi nó sẽ trở thành bí mật, mình chỉ cần luyện thành thạo khúc nhạc này là đủ rồi.